Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một cho câu này như sau. Chúng ta nên nhớ rằng vận tốc chính là nguyên hàm của gia tốc. Như vậy, trong trường hợp này, chúng ta có AT để đó cho sẵn là 6T. Như vậy, nguyên hàm của 6T chính là 6 nhân cho T bình phương chia cho 2, cộng với C là hằng số. Như vậy, 6 chia cho 2 là 3. Như vậy, đề đã cho thêm điều kiện khi T bằng 2 giây, vận tốc là 17 m trên giây. Như vậy, chúng ta hết số 2 vào đây, số 2 vào đây để đi tìm giá trị C là hằng số. Thì cục này chúng ta thấy hành số 17. Còn cục này chúng ta tính ra là số 12. Bây giờ 17 trừ 12, chúng ta sẽ ra C bằng 5. Như vậy phương trình của vận tốc sẽ là như thế này. 3T bình phương cộng với là số 5. Tiếp tục, bài đang đi nói là quãng đường vật đó đi được trong khoảng thời gian từ thời điểm t bằng 4 giây đến t bằng 10 giây. Có nghĩa là chúng ta phải sử dụng phương pháp tích phân. Tại vì sao? Tại vì nó đi tìm tổng cái quãng đường đi, cho nên mình phải dùng tích phân. Và chúng ta sẽ có số 4 cho đến số 10. Và chúng ta thấy cái cục này vào đây. Và chúng ta sẽ có 3T mũ 3 chia cho 3 cộng với lại 5T. Và chúng ta sẽ có tích phân từ 4 cho đến 10. Bây giờ chúng ta thấy số 10 và số 4 vào. 3 chia 3 là 1. Như vậy chúng ta sẽ có T mũ 3 thôi. Đây là cận trên, bây giờ chúng ta xuống cận dưới. Sau khi chúng ta thế số vào, chúng ta bấm máy. Chúng ta ra 966. Như vậy mình chọn câu D. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.